Rồi, hello anh em đã quay trở lại kênh của Minh Biker. Anh em nhớ ngày hôm qua tôi dính nguyên một cơn mưa không? Thì bốn con xe nó đã dơ hết sạch luôn. Thì ở đây á, thì hai con này với con này là thằng em của mình nó rửa hết rồi, lính Minh nó rửa hết rồi. Thì còn con này cho anh em thấy cái độ dơ của nó khi đi mưa nè. Anh em thấy không? Rất là dơ luôn. Đó, nhìn vô đi rất là dơ luôn, cực kỳ dơ. Khi đi mưa là mô tô chiếc nào cũng phải dơ như vậy đó. Đó, thì bây giờ sẵn tiện rảnh quá làm gì thì sẽ làm cái clip là hướng dẫn anh em, không phải hướng dẫn mà có nghĩa là cái cách mà Minh hay rửa xe. Sẵn anh em nào cảm thấy thích thì làm theo, còn không thích thì thôi nha. Không có sao hết, tại vì cái cách mà Minh rửa xe, Minh rửa sao mình cảm thấy mình rửa nó hiệu quả, rửa ổn thì Minh chia sẻ lại cho những anh em mà đã xem kênh của Minh thôi. Đó, thì bây giờ thì mình bắt đầu ha. Rồi anh em, cái điều đầu tiên mà anh em muốn rửa con xe sạch đó thì anh em phải có một cái ben xe. Đó, một cái ben xe để mình quay bánh vậy nè, mình rửa bánh và mình rửa sên. Thì cái ben này á, đó là Minh tự làm nha, Minh ra tiệm tự đặt làm. Nhìn nó không có đẹp nhưng mà nó rất là chắc chắn, ben được tất cả từ xe nhỏ đến xe 1000 con khối luôn, xe nào cũng ben được. Đây. Đó, thì ở đây nè. Anh em thấy cây này không? Cái cây này có thể đưa ra đưa vô, hai bên đưa ra đưa vô. Thì xe mà bánh bự á, thì mình sẽ đưa xích vô một xíu, xe bánh nhỏ mình sẽ đẩy nó ra một xíu. Anh em có hình dung ra không? Đó, thì cái này cũng dễ thôi, lấy sắt á, sắt vuông á làm, nó không có thể cong đi đâu được. Để mình bên cho anh em coi nè, nhìn nha. Đó, thấy không? Đó, bên lên thôi. Đó, thấy chưa? Đó, nó nguyên lý hoạt động nó là vậy. Đó, rất là dễ, với lại nó không bị trượt. Nó không bị trượt bởi vì sao? Tại vì cây này nó rất là cao, tuy nó không xấu nhưng mà rất là chắc chắn, sử dụng lâu lắm luôn á, chưa có biết hư là gì, tại vì cái này nó không có gì để hư hết á anh em. Đó, thì mấy ốc ben này anh em có thể sử dụng luôn. Ví dụ anh em không có tiền mua Âu Lộc, không biết chỗ mua cái ốc mà ben xe. Đó, cái ốc này, ốc ben quay gần anh em. Không biết chỗ mà mua ốc này để ben xe thì anh em có thể mua mấy con ốc á, ốc 8, ốc 10 á, ốc 8, 10 anh em gắn vô, anh em có thể lấy cái này ben được. Tại vì cái này cái cây nó cao lên, nó không bị chợt. Dù anh em có một cái con ốc nhỏ nó cũng không bị chợt nha, tại vì nó cao lên. Đó, cái này là Minh tự chế nha, chứ không có gì đó, tự chế cho phục vụ cái nhu cầu rửa xe của mình thôi. Rồi tiếp theo là sên. Sên á, thì Minh có sử dụng, những anh em mà chơi thân với Minh thì biết Minh sử dụng một loại rửa và một loại dưỡng. Thì anh em nào muốn mua thì cứ inbox cho Minh, Minh để lại cho anh em xài thôi, chứ không có kinh doanh gì nha, không kinh doanh gì mấy dòng đó. Inbox rồi sang để lại anh em xài, tại Minh mua cả thùng đó, nắng lắm anh em, thì cố gắng quay clip cho anh em cho xong. Rồi, thì cái này á, là Minh rửa sên. Anh em á, hạn chế dùng dầu hôi bởi vì á, cái này rẻ lắm, cái này chai này có chín mấy ngàn, trăm ngàn chai à, mà xịt rửa được rất là nhiều lần. Anh em dùng dầu hôi á, những cái sên mà lỡ mà nó có phốt cao su á, nó sẽ bị nở nha. Thì bây giờ Minh sử dụng cái loại này nó cũng rẻ tiền thôi, nó không có mắc đâu, mà sử dụng rất là ok, rẻ thôi, có 100.000 chai à. Đó, thì Minh xịt vô đây, đó, thấy không? Thôi bây giờ con này rửa sạch rồi, không có xịt được, thì ra bên đây nè, bên đây cho anh em dễ thấy. Qua bên con dít 8 à. Qua đây. Đây nha, anh em thấy không, là nó đang đen vô nè, đó. Thì bây giờ mình xịt vô nè, đó, xịt vô, thấy không? Bụi bẩn lại chạy xuống dưới nè, đó, thấy chưa? Anh em thấy chưa? Đó, bụi lại chạy xuống dưới, đó, nó đen rất là đen và dơ. Đó, anh em thấy chưa? Bụi nó chạy xuống dưới nè. Đó, rồi mình lấy cái cây này, những anh em nào mà thấy thì mình tặng luôn cái cây này nha. Đó, mua mấy cái mà mình sang lại cho mấy anh em mà mấy cái thiết bị, mấy cái rửa sên, dưỡng sên á, thì mình lấy cây này luôn tặng cho anh em. Đó, đó, mình chà vậy nè ha, mình chà vậy cho cọng sơn nó sạch. Đó, chà, cái này xài rất là nhiều rồi, nó mòn mà vẫn xài được. Đó, chà xong rồi biết sao, xịt vô tiếp. Đó, nước đen nó lại chảy xuống. Đây, quay gần vô cho anh em thấy. Đó, chà xịt. Đó, cứ vậy á, mình làm một vòng là sơn mình nó sẽ sạch. Đó, thấy chưa, nước đen chảy xuống rồi, thấy chưa? Đó, rồi đó, thấy chưa, ghê chưa? Đó, thì mình chỉ làm ví dụ thôi, mình để cho lính mới của mình làm để nó học hỏi kinh nghiệm thêm, nó rất là đơn giản anh em. Cái rửa xe á,
không có gì khó hết. Rửa xe nó không có khó, chủ yếu là mình phải tỉ mỉ cho từng chi tiết. Rồi, tiếp theo là Minh, mọi người sẽ thắc mắc là Minh sẽ rửa xe bằng cái gì. Thì bây giờ Minh sẽ chia sẻ với anh em luôn ha. Thì anh em nào có điều kiện á, thì mình sẽ sử dụng những cái dung dịch chuyên biệt cho sử dụng rửa xe, rất là ok. Nhưng mà theo Minh thấy hiệu quả nhất á, theo cái của Minh thôi nha, là Minh sử dụng nước rửa chén. Nước rửa chén, rửa xe nó sao cho nó tiết kiệm chi phí, dễ mua. Với lại trong nước rửa chén á, nó không có nhiều chất tẩy. Anh em nghĩ coi, cái chén mình ăn cơm mà người ta bỏ nhiều chất tẩy vô đó thì cái ruột mình nó còn gì nữa. Đó, cho nên theo mình thấy á, nước rửa chén là không có nhiều chất tẩy mà dễ tiếp cận những anh em ở xa nữa. Ví dụ những anh em ví dụ như mình có thằng lính ở đâu, em ở đâu? Đắk Nông. Ở Đắk Nông xa xôi, ở trên thằng lính mới mình là nó là người dân tộc Mông đó, thì nó ở Đắk Nông thì ở đâu ra mà mua cái dung dịch rửa xe được. Mà với lại những anh em không có điều kiện mua những dung dịch rửa xe rất là mắc, thì đối với mình thì nước rửa chén cũng rất là hay, cũng rất là hay nha. Rửa nó không có nhiều chất tẩy, nó không có nhiều chất tẩy cho con xe. Mình rửa xe nó mới hoài. Còn anh em mà rửa bằng bột giặt là chết. Bột giặt á, thứ nhất là nó có hạt, nó sẽ xước xe. Thứ hai là nó có nhiều chất tẩy. Anh em hôm nay sử dụng bột giặt nha. Còn đừng có sử dụng mà viêm là chết nữa. Viêm là chết nữa, có nhiều người có nói viêm nước tẩy rồi chết nữa. Nói chung là sử dụng những cái gì đừng có nhiều chất tẩy là xe bạn sẽ sơn mới toàn bộ. Thì bây giờ tiếp theo là mình chỉ anh em trà ốc. Thì rất là đơn giản thôi. Cái chai này có mấy chục ngàn thôi, nó không có nhiều chất tẩy. Chai này ra mấy cái dung cửa hàng thợ điện á đều có. Thì mình pha vô đây. Đó, mình pha với nước. Pha vừa đủ thôi, pha với nước vừa đủ. Đó. Chai có mấy chục ngàn thôi à. Thì sẽ làm sao? Đó. Sờ là giống màu trắng trắng đục đục. Dạ, thì mình sẽ làm sao? Đừng nghĩ bậy nha anh em. Thì mình trà mấy chỗ ốc này nè. Đó. Mình trà. Mình rất là kỹ, mình chỉ đến mình nó kỹ. Nó không có nhiều chất tẩy nha. Cái này nó không có chất tẩy nhiều đâu. Nó rất là thường. Nói chung là đừng có sử dụng nhiều chất tẩy thì xe nó luôn mới. Xe mình sử dụng á thì đừng có sử dụng mấy cái quảng cáo mà tẩy đồ bọt xịt vô một cái là hết, không có dễ đâu. Cái này nè, trà xong đúng không, trà một lần đúng không, đây là trà một lần nè. Thì mình sẽ lấy nước xịt lại, có nghĩa là trà một lần rồi lấy nước xịt lại. Đó, xịt xong rồi trà tiếp. Muốn nó trắng mà không sử dụng tẩy á không có đơn giản đâu anh em. Đó, trà cứ làm lại như vậy á, hai lần hoặc ba lần. Đây là cái bót đánh răng cũ của anh em á, mình đánh răng rồi mình không sử dụng nữa, mình lấy ra mình xài, mình thay bót mới. Bót mới thì 2-3 tháng thay một lần thôi cho nó ấy, chứ nhiều vi khuẩn quá không tốt nha anh em. Thì đó, tận dụng rất là tiết kiệm luôn. Cái cách của mình là cái cách tiết kiệm anh em nhất mà rất là hiệu quả nhất luôn, không có cần mà sử dụng gì đó. Thì trà tiếp, trà xong thì mình xịt. Đó, xịt chừng nào nó sáng, thấy không, nó sáng nó đẹp ok. Đó, chứ không phải mà không có cái thuốc, không có cái dung dịch nào mà thần mà xịt vô một cái là xịt nước qua mà nó sáng á, cái đó là chất tẩy có chứa axit nha anh em. Thì nói chung xe đó người ta làm lại, người ta tuốt, người ta muốn nhanh người ta bán được. Còn xe mình đi mình phải kỹ, mình phải kỹ đó. Thì anh em cứ như vậy lặp đi lặp lại với về những con ốc này đó, những con ốc này đó đó, chà vậy đó, đó chà kỹ vậy đó, từng con ốc. Thấy anh em thấy không, bên đây nó sáng không, cái này là lính mình nó đã rửa rồi nè. Đó là từng con ốc sáng đó, chà kỹ vô đó, như vậy là đơn giản thôi. Còn nước rửa chén anh em mua ở đâu cũng được. Thì sau khi mình rửa xong thì mình lau khô và dắt lên sảnh. Dắt lên sảnh mình còn có một cái gọi là một cái dung dịch để phủ lên cái lớp xe mình chân á, nó không có bị bụi bám nhiều, không bị ố, đi lui lại là coi chừng dính đó, nó không bị ố. Nó
nó dưỡng lớp, dưỡng vàng áo luôn. Cái chai đó những anh em qua bên đó là bên cũng hướng dẫn cho xài khi mà anh em dựng xe một chỗ. Đó thì anh em thấy đơn giản không? Rửa xe rất là đơn giản, chủ yếu là mình phải kỹ, mình kỹ từng cái chi tiết. Như mình lấy cái chai màu trắng này nè, mình chỉ cho anh em á, là rửa từng cái con ốc, những cái chi tiết. Ví dụ như là đây nè, chi tiết như tay thắng nè. Đó, mấy cái này nè, đó. Mình rửa từng cái chi tiết. Còn xà bông thì mình chà ở ngoài. Mình chà ở ngoài, đó đơn giản vậy thôi. Còn sơn thì mình đã chỉ anh em rồi ha. Thì sơn á, khi mà anh em có ben thì nó dễ hơn. Anh em rửa nhìn chiếc xe nó cân đối hơn nha anh em. Đó thì anh em cứ quay bánh vậy thôi. Tuyệt đối á, anh em đừng đừng có đề máy lên quay nha. Cái ngón tay nó kẹt vô là kinh khủng lắm luôn á. Thấy nhiều anh em đó, mình để vậy nè. Xong chịu khó mình quay. Đó, quay là nó sạch thôi. Đó, cái bàn chải này rất là tiện lợi, rửa sơn nó tiện lợi, thấy không? Lính mình nó rửa trắng bóng luôn ấy. Trắng bóng chưa? Đó. Rồi, như vậy là xong rồi đó anh em, thấy rất là đơn giản ha. À, quên dặn anh em. Những cái dòng xe này nè thì đỡ nha. Còn đối với những con H2 á, thứ hết. Cái cùm này nè, cùm đó là cùm điện tử á, thì anh em phải bọc bị lại, bọc ni lông lại nha. Bọc ni lông lại rồi mới rửa nha. Đó, nó là cùm, nó sử dụng đồ điện tử mà, thì phải bọc cùm nó lại, bọc nó lại rồi mới rửa cho nó khỏi vô, nó bị khỏi bị chạm mạch. Nó thì mình phải kỹ. Rồi, như vậy là xong. À, bây giờ mình sẽ cho em mình nó rửa khăn coi giấc 8 nó là xong, nó xong 4 chiếc rồi đó. Rồi, giao nhiệm vụ cho em nha. Rồi bây giờ anh đã hướng dẫn mọi người xong, thì anh em nào theo mình á thì mình thấy cái này thì nó hiệu quả mà đỡ tiết kiệm rất là tốn tiền. À quên, tiết kiệm không có tốn tiền, nhưng mà sẽ bị lại cái mình tốn công. Và đặc biệt luôn, có nhiều anh em nói sao không đem xe ra tiệm rửa. Thiệt sự luôn, chưa chắc tiệm nó kỹ bằng mình. Như mình á, mình mà rửa xe mình ngồi chà từng ngón ốc từng ngón ốc luôn á, cho đẹp thì thôi, dắt lên chân. Còn mà ra tiệm rửa, người ta rửa sơ sơ mà cũng không biết người ta sử dụng cái dung dịch gì tốt cho xe mình nữa. Nhiều khi người ta lấy xà bông bột sao, xà bông bột rất là nhiều bọt. Nước rửa chén thì tạm ổn, nước rửa chén mà phải xài loại ok nha, loại mà cũng cao cấp xíu. Loại mà không có thương hiệu thì người ta cũng bỏ nhiều axit vào trong á. Nói chung là loại mà mình mua trong siêu thị, mua cái bình bự á. Đây, loại bình bự bự nè, mà mua trong siêu thị á, thì nó sẽ có ít chất tẩy rửa hơn. Nó có ít chất tẩy rửa hơn. Nói chung là anh em mua những cái dung dịch vệ sinh cho xe mà ít chất tẩy rửa nhất có thể thì xe mình nó sẽ, cái màu sơn nó sẽ tồn tại hoài, nó không có bị bong. Có nhiều anh em mà rửa nước giếng hay rửa nước phèn á, sơn nó dễ bị bong lắm. Rồi, clip tới đây thôi nha anh em. Sau một đêm chạy mưa, tắm mưa thì có một cái clip vệ sinh xe cho anh em. Thì cái cách vệ sinh xe nó cũng rất là đơn giản, chủ yếu là mỗi chúng ta kỹ xíu thôi. Mình yêu quý chiếc xe một xíu là mình có thể làm được. Đó. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều. Chắc xong cái clip này là mấy người bán chất tẩy rửa chắc ghét tôi luôn quá.